Rồi dạ vâng, xin giao lưu kế tiếp có mã số là 825. 825 là một cây cẩm thị tán thiên nhiên. Cây bay luôn nha. Cây này đã sống khỏe lâu rồi. Cây này mình đo được có cái hình là 22, cây cao là 40. Tán rộng là 2 4 tầm 50 hơn. Đang nằm cái chậu nuôi là 40 nha. Cây này mình xin giao lưu là 900k bao ship luôn. Khá là đẹp. Tay cành bay ok luôn nha. Cái này về mình xử lý cái sẹo này lại là ok. Còn cái phần gốc này mình cho nó sát luôn cũng được. Còn không, nếu mà mình muốn lấy chồi lên thêm nữa thì mình lấy thôi. 900k bao ship. Còn cái này mình muốn xử lý luôn thì mình xử lý. Mình dạt như đây nè. Rồi sau này nó ra rễ ở đây nữa rất là đẹp. 900k bao ship luôn nha. Cây này thì nó lâu rồi, thùng lâu rồi. Nó đang bung lọc mới nè. Mấy cái này thì nó có tay tay côn sẵn rồi, về mình làm rất là dễ nha. Rồi sơn xin qua cây này luôn.